Xin kính chào quý vị. Sau đây mời quý vị theo dõi phần bình luận với tựa đề Vượt bậc thời đại. Bài viết hôm nay do JB Nguyễn Hữu Vinh biên soạn, Quang Trường trình bày. Thưa quý vị, theo chủ nghĩa Mác Lê, cái chủ nghĩa mà Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay lấy làm nền tảng tư tưởng cho toàn xã hội, đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình cách mạng Việt Nam do Đảng lãnh đạo, thì sự vật luôn phát triển theo hình xoáy của chuồng ốc. Nhưng ở giai đoạn sau sẽ là ở trình độ, mức độ cao hơn ở giai đoạn trước. Những cuộc cách mạng mà Đảng hô hào cả gần trăm năm nay là đưa cả nước tiến nhanh tiến mạnh đã đành, mà còn là tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội, thì đến gần đây, người dân mới chưng hửng khi mà nghe chính thủ lãnh của Cộng sản dội một gáo nước lạnh vào mặt rằng đến cuối thế kỷ này cũng chưa thể có chủ nghĩa xã hội. Tóm lại, đó là một cuộc lừa đảo vĩ đại. Tuy nhiên, cuộc lừa đảo ấy vẫn tiếp tục và hậu quả vẫn là người dân lãnh nhận. Thế nhưng, nếu nói rằng mọi sự không tiến bộ, thì đó sẽ là một sự không công bằng khi mà đánh giá những thành quả của Đảng sau hơn 2/3 thế kỷ cướp được chính quyền, cai trị đất nước. Thời gian đó bằng thời gian đô hộ của thực dân Pháp trên đất nước ta. Có thể nói rằng có nhiều mặt trong đời sống xã hội ngày nay đã vượt bậc thời đại, phong kiến, thực dân trước đây trên đất nước của Việt Nam. Và đây là một sự vượt bậc trong đời sống xã hội Việt Nam. Báo chí Việt Nam cho biết, mới đây ở tại Quảng Ninh, trong một cuộc hội trại nhân dịp thành lập tỉnh Quảng Ninh, đã có một màn thi uống bia cho các học sinh trường phổ thông trung học vào ngày 21 tháng 10. Theo các clip ghi lại thì 7 nữ thanh niên tập trung trên sân khấu, chiếc bàn kê trước mặt các lon bia được bày sẵn. Và khi người dẫn chương trình hô hiệu lệnh, đồng loạt các thí sinh cầm lon bia lên thi nhau uống. Phía dưới là hàng trăm cổ động viên đã hoan hô, cổ vũ cho màn thi được cho là gây phấn khích nhất tại hội trại. Không chỉ hô hào, cổ vũ, các cô gái uống bia mà MC còn liên tục nhắc các thí sinh tham gia cuộc thi uống bia là không được chửi thề và không được khóc. Khi thì cố gắng uống hết hai lon bia thì một cô gái đã phải bịt miệng bỏ chạy ra bên ngoài. Kết thúc phần thi, một nữ học sinh đã giành phần thắng được đưa lên sân khấu nhưng không thể giới thiệu về bản thân bởi vì say bia. Vài biểu hiện cho thấy nữ sinh này ngấm bia, liên tục đưa tay lên bơm miệng. Tuy nhiên, cả người dẫn chương trình và khán giả phía dưới đều tỏ ra rất là thích thú. Và người ta biết rằng các nữ sinh, nam sinh này của trường phổ thông trung học là chưa đủ 18 tuổi và những người cổ vũ cho màn thi uống bia này là học sinh phổ thông. Và những chuyện tương tự không phải là chuyện lạ trong xã hội của Việt Nam. Người ta đã chứng kiến những vấn đề có liên quan đến rượu bia của chính quyền và nhất là ngành giáo dục Việt Nam về thái độ và hành xử với bia rượu như thế nào. Chẳng hạn như là cách đây mấy năm, chính quyền Hà Tĩnh, từ Ủy ban Nhân dân tỉnh và các huyện có công văn yêu cầu người dân, nhà hàng, chủ khách sạn trên địa bàn là phải đẩy mạnh sử dụng tiêu thụ bia Sài Gòn. Công văn yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, phòng ban, đơn vị, ủy ban nhân dân xã, thị trấn trong các cuộc hội thảo, hội nghị tiếp khách theo quy định phải ưu tiên sử dụng các sản phẩm đồ uống sản xuất trong tỉnh như là bia Sài Gòn của nhà máy bia Sài Gòn Hà Tĩnh được sản xuất trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, công văn cũng yêu cầu các cơ sở kinh doanh như là karaoke, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ ưu tiên giới thiệu và khuyến khích khách hàng sử dụng các sản phẩm bia Sài Gòn sản xuất tại Hà Tĩnh như là bia lon Sài Gòn 33, bia chai Sài Gòn, bia lager, export, v.v. Và không những thế, thì việc yêu cầu tuyên truyền người dân uống bia Sài Gòn còn được đưa về tận ngõ và xóm. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh từng phát đi công văn hỏa tốc yêu cầu lãnh đạo các cơ sở, ngành tham gia lễ hội Tôi yêu bia Sài Gòn. Hàng loạt cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tại Hà Tĩnh được chính quyền địa phương yêu cầu là ký cam kết phải bán bia Sài Gòn cho khách. Và hài hước thay là vụ Sở Giáo dục của Hà Tĩnh đã buộc 7 cán bộ ngành giáo dục viết bản kiểm điểm bởi vì trong một cuộc liên hoan riêng tư của họ đã không sử dụng bia Sài Gòn mà chọn loại đồ uống khác, cho nên đã bị báo cáo cho lãnh đạo của tỉnh. Và thậm chí ở tỉnh này đã có thời kỳ điều động các cô giáo được chọn đi làm tiếp viên rót rượu bia, phục vụ cho lãnh đạo nhậu nhẹt. Có thể kể đến nhiều ví dụ về việc sử dụng rượu bia ở tại Việt Nam. Nhưng những vấn đề này ở ngành giáo dục, ở cấp chính quyền là một ví dụ rất sinh động, hài hước và đau xót.
Vì sao? Có chuyện trớ trêu đến như vậy. Người ta thấy khó hiểu về chuyện cả chính quyền và các ngành, nhất là ngành giáo dục, ép người dân sử dụng rượu bia. Thật ra, chẳng có gì là khó hiểu nếu đọc bản tin sau đây. Công ty bia Sài Gòn Hà Tĩnh đã nộp hơn 504,8 tỷ đồng thuế nội địa trong 9 tháng của năm 2023 để trở thành công ty nộp thuế lớn nhất Hà Tĩnh. Trong khi đó thì Formosa Hà Tĩnh đóng 358,8 tỷ đồng. Nên nhớ rằng Formosa Hà Tĩnh, nơi đã gây thảm họa biển miền Trung năm 2016, biến cả vùng biển mấy tỉnh bị đầu độc khủng khiếp như vậy, vẫn được chính phủ của Việt Nam từ trung ương đến địa phương dùng mọi phương tiện quân cán của cả hệ thống chính trị đàn áp người dân để bảo vệ, mà chỉ có nộp thuế được có hơn một nửa của nhà máy bia tại tỉnh này. Với lợi nhuận như vậy, với khoản tiền như vậy, theo nguyên lý của Lenin, thì có bảo nhà tư bản treo cổ nó thì vẫn cứ treo như thường. Người ta còn nhớ tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp được cho là của Hồ Chí Minh khi ở Pháp, viết về tố cáo chế độ thực dân. Trong 12 chương tác phẩm có hẳn một chương để mà chứng minh người Pháp đã đầu độc người bản xứ bằng thuốc phiện và rượu. Và thậm chí, ngay trong bản tuyên ngôn độc lập, đọc trước quốc dân ngày 2 tháng 9 năm 45, thì Hồ Chí Minh cũng chửi Pháp không tiếc lời. Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân và chúng dùng thuốc phiện và rượu cồn để làm cho nòi giống của ta suy nhược. Thế rồi 80 năm sau, bằng đúng thời gian Pháp thuộc, nhìn lại người ta thấy mọi mặt Việt Nam tụt hậu so với lại các lân bang, riêng về vấn đề tệ nạn thì đã tăng vượt bậc. Nếu so sánh lượng rượu bia quy đổi ra lượng cồn nguyên chất trên tổng số dân, thì đảng ta đã lãnh đạo để mức tăng trưởng là vượt bậc và ở mức độ cao khó có thể tưởng tượng được. Và nếu lấy tỷ lệ các cơ sở sản xuất phân phối rượu cồn trên toàn quốc với lại các cơ sở giáo dục thì thành tích của đảng ta thật là vĩ đại bởi sự phát triển khủng khiếp. Và người ta mới thấy được sự tàn bạo thâm độc làm cho nòi giống ta suy nhược của một đế quốc thực dân so với lại đảng ta chỉ là con muỗi trên lưng con voi. Và nếu như ngày xưa, thực dân Pháp trừng trị rất nặng việc sản xuất rượu không được phép đến mức các nhà cách mạng đã kêu lên rằng rượu ta nấu, nó cho là rượu lậu, thì ngày nay việc sản xuất rượu thật, rượu giả được thoải mái vô tư mà đem ra thị trường, mà đầu độc người dân. Và thậm chí còn là chủ trương là chính sách bắt buộc người dân phải tiêu thụ, như đã nói về trường hợp ở Hà Tĩnh trên. Báo chí Việt Nam hồ hởi thông tin, tốc độ tiêu thụ bia rượu của Việt Nam tiếp tục gia tăng trong khi mức sử dụng của thế giới đang giảm xuống. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tức là WHO, 2016, một người Việt Nam trưởng thành tiêu thụ là 8.3 lít cồn, tương đương với lại 470 chai bia. Năm 2018, Việt Nam tiêu thụ tới gần 4.7 tỷ lít bia, 350 triệu lít rượu. Tính bình quân, giá mỗi lít bia rượu là 1 đô la, thì chi phí cho bia rượu đã vượt quá 5 tỷ đô la. Và nếu như thời thực dân Pháp bị Hồ Chí Minh tố cáo rằng chúng dùng thuốc phiện rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược, thì ngày nay chuyện đó đã xưa rồi Diễm. Ngày nay, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng, Công an đã nêu thành tích như sau. Theo thống kê của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, 2022, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã đấu tranh thành công gần 30.000 vụ, bắt giữ hơn 36.000 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ là 742 kg heroin, 3,7 triệu viên ma túy tổng hợp, 105 kg thuốc phiện, 268 kg cần sa, 202 khẩu súng, gần 500 tỷ đồng. Và nên nhớ rằng, đó chỉ mới là con số của một năm. Và đó là con số đấu tranh thành công. Mà con số thành công so với thực tế chỉ là hạt cát trong biển cả tội phạm. Và như vậy, cái thành tích làm cho nòi giống ta suy nhược của đảng đã ở mức cao hơn hẳn, trình độ hơn hẳn thời Pháp thuộc. Điều đó là không thể chối cãi. Và đó là thành tích vượt bậc của thời đại Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với tựa đề Vượt bậc thời đại, bài viết do JB Nguyễn Hữu Vinh biên soạn, Quang Trương trình bày. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong phần bình luận lần tới. Xin kính chào.